con giới thiệu các bác cận cảnh con ốc nhồi nó vừa mới đẻ xong nhá, rồi đẻ xuống là rơi xuống nước này. Đấy, buồng trứng đây này, trứng vừa đẻ xong rồi này, con nhìn thấy không, buồng trứng này vướng trong lùm cây này. Bọn trứng vừa đẻ xong rất là to, đây đang tiếp nước vừa thả bong bóng rồi. Ốc mà có cái vị trí lên đẻ mà nó vừa phải thôi, các bác lưu ý là cái vị trí nó từ mép nước lên đến chỗ đẻ nó chỉ có độ 30 phân thôi, 3 đến 35 phân là cùng rồi. Thì khi nó đẻ xong nó quay trở lại môi trường nước của nó gần, nó không bị kiệt sức, vì đẻ xong nó mất sức mà. Còn để cho con ốc nó phải bơi bò xa quá, bò xa quá mới xuống được, cái đôi khi nó kiệt sức, con những con nó chết để trên đường quay trở lại môi trường nước. Đấy, thì đây là con này vẫn đang thả bong bóng để chìm đấy. Đang thả bong bóng để chìm đấy. Thì nó vừa mới đưa ra khỏi cơ thể nó một lượng lớn trứng, nó chiếm đến 1/3 diện tích, cũng gần như là phải đến 2/5 diện tích cơ thể của nó là trứng. Và nó vừa mới đưa ra buồng trứng rất là to luôn, có nhìn thấy không, buồng trứng rất là to. Bóng để đấy, thả bóng bóng để chìm. Sáng sớm ra quay các em nó vừa đẻ, đây cũng đang có con đang đẻ này. Đây này, con này thì vừa đẻ xong rồi này, buồng này đẻ xong rồi, ốc mẹ ở đây, ốc mẹ này mới xuống xong, bắt đầu ăn rồi. Buồng này đẻ được trước, xong trước rồi. Đây thì đang đẻ này, đây thì đang đẻ luôn. Đấy, các bác nhìn đây đang nhả trứng chưa? Đây đang đẻ này, đây đang đẻ này, đây đang đẻ này, đấy, đây đang đẻ. Sau này lùm cỏ như khuất được nhìn thấy trứng. Đây này. Sớm là xoay các em nó đẻ thế này. Đây thì đang họp chi bộ sao thế đông thế. Rất là đông vui. Mát trời nó yên tĩnh lên ăn nhiều lắm. Con nào đi đẻ thì cứ đi, con nào đi ăn thì cứ đi. Mấy hôm vừa rồi, gần như một tuần vừa rồi lạnh là nó không lên đẻ, nhưng đêm qua bắt đầu lại lên lại rồi. Đêm qua nó trời nó lạnh. Bây giờ nó ấm hơn rồi. Nó bắt đầu thấy lại lên đẻ lại rồi. Công cuộc đẻ lại bắt đầu. Đây này, đây đang đẻ này các bạn này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây đang đẻ này. Đấy, đây đang đẻ này. Đây, đang đẻ này. Nhiều khoảng đêm qua thì khoảng độ gần chục con lên đẻ đó. Còn ở khu ngoài bèo này thì có đấy, nhưng mà bèo này phải ban ngày mình nhìn thấy chứ chập chạng sáng này chả nhìn thấy. Dự là hôm nay sẽ được khoảng chắc một chục buồng ấm nữa nó lên đẻ ngay, nghỉ một tuần thôi. Rồi, ok em mà dừng video nhá, sẽ quay cho các bác xem tí gọi là ốc đẻ thôi. Chào các bác nhá.